Thưa quý vị, thưa các bạn, công nghiệp nông thôn có vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của địa phương và đất nước. Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Công Thương cũng đã dành nhiều chính sách ưu tiên hỗ trợ cho công nghiệp nông thôn phát triển, trong đó có chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, khuyến công quốc gia. Việc tôn vinh những sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là một trong những hoạt động thường niên đã giúp phát huy được lợi thế, thế mạnh công nghiệp nông thôn của từng địa phương. Là hoạt động thường niên hàng năm của Bộ Công Thương, công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc 2018 được triển khai ngay từ đầu năm 2018. Năm nay, 63 sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước đã được tôn vinh. Những sản phẩm này được xét chọn trong tổng số 134 bộ hồ sơ sản phẩm đủ điều kiện đăng ký tham gia bình chọn. Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu kịp thời đã góp phần giúp các doanh nghiệp có thêm động lực xúc tiến thương mại để đầu tư phát triển sản xuất, đổi mới công nghệ thiết bị. Các hoạt động xúc tiến thương mại thì đã ảnh hưởng tốt lên cái việc phát triển thị trường của công ty chúng tôi. Bộ Công Thương đã ghi nhận cho sản phẩm của Hồ Hoàn Cầu. May ép gạch không nung đã tồn tại hiện nay là 20 năm rồi và đã có mặt trên 50 tỉnh thành của cả nước. Đã có hơn 5.000 khách hàng sử dụng và chúng tôi đã xuất khẩu đi được 6 nước trên thế giới. Thì như vậy là sản phẩm may không ép gạch không nung này đã thể hiện được các điều kiện cần và đủ để có thể đạt được cái giải thưởng này. Trong số các sản phẩm được tôn vinh, Nghệ An có 5 sản phẩm được tôn vinh là đèn lồng trang trí Đức Phong, nước mắm Vạn Phần, đường kính trắng sông Lam, nước mắm Hải Giang 1, trà dược liệu túi lọc Thành An. Đây là nguồn động viên khích lệ những tổ chức cá nhân, các cơ sở công nghiệp nông thôn trong tỉnh, tích cực hơn nữa trong việc duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm chất lượng cao, có tiềm năng lợi thế của vùng và quốc gia. Sản phẩm của chúng tôi tham dự lần này là lần thứ hai và chúng tôi cũng đã được lần thứ hai được giải khu vực. Các cái sản phẩm đèn lồng của chúng tôi không những tiêu thụ trong nước mà còn xuất ra 34 quốc gia trên thị trường thế giới. Và hàng năm thì chúng tôi cũng được sự hỗ trợ tham gia các cái chương trình hỗ trợ trong và ngoài nước và là tham gia các cái kỳ xúc tiến thương mại để sản phẩm của chúng tôi ra được thị trường thế giới và bán được nhiều hàng hơn và giúp đỡ cho nhiều người lao động hơn. Là khu vực phía Bắc của chúng ta có rất nhiều sản phẩm mà có thể sử dụng tốt hơn sản phẩm của nước ngoài. Các cái sản phẩm đạt giải trong kỳ này là các cái sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản, các cái sản phẩm của làng nghề truyền thống và các cái sản phẩm khác mà cái khu vực phía Bắc mình là sử dụng rất tốt. Bắc Cạn là một tỉnh miền núi còn gặp nhiều khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh, chỉ có hơn 1.000 doanh nghiệp. Trong đó chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Năm nay, Bắc Cạn đã nhanh chóng triển khai chương trình và đã lựa chọn được 26 sản phẩm, bộ sản phẩm thuộc 3 nhóm sản phẩm của 24 cơ sở công nghiệp nông thôn, đăng ký tham gia bình chọn bao gồm nhóm sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm, nhóm sản phẩm về thiết bị máy móc, dụng cụ và phụ tùng, cơ khí. Qua đó, ở cấp tỉnh, 18 sản phẩm đã được tôn vinh và nhiều sản phẩm được lựa chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc 2018. Và trong 18 sản phẩm thì chúng tôi có gửi về đây 6 cái sản phẩm. Và trong 6 sản phẩm thì chúng tôi đạt được 5 cái sản phẩm trong 63 cái sản phẩm mà đợt này công bố. Thì tôi cho rằng đây cũng là một cái sự cố gắng, được phấn đấu cũng như cái chỉ đạo quyết tâm đối với tỉnh Bắc Cạn cũng như ngành công thương của Bắc Cạn. Và đồng thời cái sự vào cuộc của đối với này, các cái cơ sở sản xuất của tỉnh Bắc Cạn đã góp phần đến cái sự thành công hôm nay. Và căn cứ vào cái kết quả này thì chúng tôi cũng sẽ tuyên truyền, giới thiệu rồi quảng bá xúc tiến đối với các cái địa phương khác để làm sao cái sản phẩm này nó trở thành cái hàng hóa và làm cái thu nhập đối với lại các cái cơ sở chế biến cũng như cái bà con Bắc Cạn trong cái thời gian tới. Được biết, chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được Bộ Công Thương phát động từ năm 2010. Đây là sân chơi dành riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã và hộ kinh doanh nhằm phát huy các sản phẩm chất lượng, giá trị sử dụng cao và có tiềm năng phát triển sản xuất tại địa phương. Qua đó có kế hoạch đầu tư hỗ trợ, đổi mới công nghệ, trang thiết bị, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn phát triển. Bộ Công Thương cho biết, các sản phẩm công nghiệp nông thôn sau khi được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sẽ ưu tiên hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn, đầu tư đổi mới trang thiết bị, công nghệ sản xuất, xây dựng, đăng ký thương hiệu, thiết kế bao bì, nhãn mác.
Ngoài ra, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu còn được ưu tiên giới thiệu vào các kênh bán hàng ở các siêu thị, được hỗ trợ tham gia các hoạt động triển lãm trong và ngoài nước.